Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe MG5, chiếc xe sedan trong phân khúc cỡ C giá cực kỳ rẻ của bên phía MG. Và trong video ngày hôm nay, thời điểm ngày 20 tháng 8 năm 2024 theo lịch dương lịch, cũng là thời điểm ở trong cái tháng Ngâu, tháng 7 âm lịch, cái tháng mà mọi người thường quan niệm rằng sẽ có những cái chính sách về giá khuyến mại tốt nhất ở trong năm, đúng không ạ? Với cái dòng xe MG5 này là một chiếc xe mà hiện tại bên phía MG đang phân phối với 3 phiên bản cơ bản. Trong đó thì có một phiên bản số sàn và hai phiên bản số tự động của các bạn nhé. MG5 thì nó sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước. Và MG5 sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, có chế độ thể thao giả lập 8 cấp số anh chị ạ. Nó là một cái chiếc xe ở trong phân khúc cỡ C, ngồi bên trong cũng rất là rộng rãi, thoải mái. Kiểu dáng thiết kế của nó thì cực kỳ thể thao và cá tính. Đây là một cái chiếc xe mà tại thời điểm này, mỗi phiên bản theo tùy từng vùng sẽ có những cái khuyến mại giảm giá khác nhau. Có nơi thì xe tồn 2023, có nơi thì đã hết xe tồn 2023 và đang là xe 2024 rồi quý vị các bạn nhá. Vậy thì cụ thể tại thời điểm này, từng phiên bản của MG5 tốt nhất như thế nào theo tùy từng vùng, mình xin phép cập nhật chi tiết luôn để anh chị chúng ta nắm được tại thời điểm dịp giữa tháng 8 theo lịch dương này. Đầu tiên là chiếc xe MG5 phiên bản số sàn. Phiên bản này là một cái phiên bản cũng được rất nhiều khách hàng chúng ta hỏi, chúng ta quan tâm và chúng ta lựa chọn nhé. Đơn giản thôi, vì cái mức giá của nó rất là rẻ. Ngoài ra nữa, kiểu dáng thiết kế của nó cũng khá là bắt mắt. Và những option, những trang bị cơ bản tiện ích ấy, nó cũng ok anh chị ạ. Giá niêm yết của nó có 399 triệu đồng thôi. Hiện tại thì xe bản số sàn này thì bản xe tồn 2023 thì đã xả hết tương đối lâu rồi. Bây giờ dù ở miền Bắc hay là miền Nam đều là xe 2024 hết. Với khách hàng ở Hà Nội, ở miền Bắc sẽ giảm về tiền mặt là 75 triệu. Giá xe còn lại là 324 triệu đồng quý các bạn nhé. 324 triệu đồng thôi cho một cái chiếc xe sedan ở trong phân khúc cỡ C, chạy công việc, chạy dịch vụ, chạy xe hoa thì mình nghĩ lựa chọn bản này rất là ok. Với khách hàng ở miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán đang là nhỉnh hơn một chút là 329 triệu đồng quý các bạn ạ. Với cái mức giá mà mình vừa đọc nêu trên, nếu lăn bánh ở tỉnh phía Bắc của nó sẽ là 367 triệu, ở Hà Nội là 395 triệu, ở tỉnh phía Nam là 372 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 392 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh lăn bánh ở tỉnh phía Bắc là 367, ở Hà Nội là 395, ở tỉnh phía Nam là 372 và ở thành phố Hồ Chí Minh là 392 triệu đồng quý anh chị các bạn ạ. Giá này một cái phiên bản số sàn sedan cỡ C rộng rãi thoải mái mà giá của nó còn rẻ hơn i10 số sàn lên tới hơn 40 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Một cái mức giá mà rất đáng để mọi người quan tâm và tìm hiểu. Nếu như mà lấy trả góp của MG5 phiên bản số sàn này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 108 triệu, ở Hà Nội là 136 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 128 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 108, ở Hà Nội là 136 và thành phố Hồ Chí Minh là 128 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Sang phiên bản tiếp theo, đó là hai phiên bản số tự động của MG5. Hai phiên bản số tự động này là nhập khẩu tại Thái Lan anh chị nhé. Thì đầu tiên đó là MG5 phiên bản standard, hay còn gọi là số tự động bản tiêu chuẩn đấy quý vị các bạn ạ. Giá niêm yết đề xuất của phiên bản standard này đang là 523 triệu đồng 523. Với anh chị khách hàng nào ở Hà Nội, ở miền Bắc hiện tại vẫn đang còn xe tồn 2023, xả về tiền mặt giảm trực tiếp là 110 triệu đồng anh chị nhá. Giá xe còn lại là 413 triệu đồng quý chị các bạn ạ. Với những anh chị khách hàng nào ở khu vực miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh thì xe 23 hết rồi, bây giờ bán xe 2024 thì cũng giảm tiền mặt rất sâu lên tới 93 triệu đồng anh chị ạ. Và giá xe còn lại sau khuyến mại là 430 triệu đồng quý chị các bạn nhá. Vậy thì lăn bánh ở tỉnh phía Bắc mình có nhẩm qua là 469 triệu, ở Hà Nội là 499 triệu, ở tỉnh phía Nam là 485 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 505 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh phía Bắc là 469, ở Hà Nội là 499, ở tỉnh phía Nam là 485 và thành phố Hồ Chí Minh là 505 quý chị các bạn ạ. Giá niêm yết của nó là 523 triệu đồng, lăn bánh tỉnh có 469 triệu đồng, có khi khuyến mại gần 200% lệ phí trước bạ rồi quý chị các bạn ạ.
Bản standard này nếu như mà mua trả góp thì ở tỉnh chúng ta sẽ bỏ ra số tiền cần chuẩn bị tối thiểu là 138 triệu. Ở Hà Nội là 169 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 158 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 138, ở Hà Nội là 169 và thành phố Hồ Chí Minh là 158 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Và sang phiên bản thứ 3 mình cập nhật của MG5 đó là phiên bản Luxury. Bản Luxury là phiên bản có cửa sổ trời, phiên bản có camera 360 độ, phiên bản với mức giá niêm yết đề xuất là 588 triệu đồng, ghế chỉnh điện luôn anh chị ạ. 588 thì hiện tại khách hàng mà ở Hà Nội ở miền Bắc nhá thì vẫn đang có xe tồn 2023, giá giảm về tiền mặt 135 triệu dành cho quý vị các bạn. Giá sau khuyến mại còn lại là 453 triệu đồng quý vị các bạn ạ. Khách hàng ở miền Nam và thành phố Hồ Chí Minh thì giảm về tiền mặt sẽ là 123 triệu đồng, xe là 2024, là giá xe còn lại sau khuyến mại là 465 triệu. Vậy thì với mức giá còn lại như vậy, lăn bánh ở tỉnh phía Bắc mình có nhầm qua là 515 triệu, ở Hà Nội là 547 triệu, ở tỉnh phía Nam là 527 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 548 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh phía Bắc là 515, ở Hà Nội là 547, tỉnh phía Nam là 527 và thành phố Hồ Chí Minh 548 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Trả góp của MG5 Luxury này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 153 triệu, ở Hà Nội là 185 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 173 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 153, ở Hà Nội là 185 và thành phố Hồ Chí Minh là 173 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là 3 phiên bản, 3 sự lựa chọn về MG5 tại cái video ngày hôm nay. Thời điểm dịp giữa tháng 8 năm 2024 theo lịch dương lịch, cũng là thời điểm của tháng Ngô, cái tháng mà nhiều khách hàng chủ đạo là trong thời gian gần đây mình thấy là toàn đặt cọc chốt giá thôi, chứ còn cũng chưa đưa xe về nhà. Thì có thể là đưa xe về nhà thì sang đầu tháng 8 âm lịch cũng được, hoặc là cái ngày giờ nào đó mà khách hàng đã xem đã ok rồi. Vậy thì nếu như mà quan tâm về MG5 này, một cái chiếc xe giá rất là rẻ, giá rẻ hơn cả Hyundai Grand i10, trong khi đó nó là phân khúc cỡ C, nó một cái chiếc xe có không gian bên trong rộng rãi, thoải mái và option cực kỳ là đầy đủ khi mà so sánh ở trong phân khúc anh chị ạ. Cần xem xe, cần lái thử, cần trải nghiệm thực tế, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhiều quý chị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.